Những ngày qua, nông dân trồng hành tím tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thủ phủ hành tím lớn thứ hai của Quảng Ngãi, lo lắng thất thu vụ hành tím vì sâu bệnh tấn công, khiến nông dân phải nhổ bỏ. Thống kê có 80 hecta diện tích bị thiệt hại hoàn toàn, tổng thiệt hại 500 triệu đồng. Nhiều người dân đã khoanh ruộng bằng trải bạc nhựa đen, trong đèn bắt bướm, rắc nhất xe máy để sâu dính vào, nhưng không hiệu quả. Gia đình bà Nguyễn Thị Thơm, ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, đầu tư 6 sào hành tím, 8 tạ giống, thiệt hại hoàn toàn. Nhà bà đầu tư cả giống, thuốc, phân bón hết hơn 50 triệu đồng. Còn ông Phạm Cành ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, trồng 3,5 sào hành. Cây vừa lên 35 ngày thì sâu bệnh phá toàn bộ, cây hành chết trắng, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hải đã tiến hành điều tra thực tế và đưa ra nhiều nguyên nhân, như đất trồng hành liên tục từ năm này sang năm khác. Thời tiết nắng mưa xen kẽ, nhiệt độ cao nên thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại. Nông dân bóng phân chưa cân đối, nhất là thừa phân đạm. Để phòng trừ, có bốn phương pháp là ngắt bỏ sâu, trứng sâu bằng thủ công, dùng các biện pháp bẫy sinh học, sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học, thay các thuốc hóa học và chăm sóc cây trồng. Với biện pháp sinh học, Nông dân có thể sử dụng bẫy sinh học như pha đường giấm rượu nước tiến hành ủ lên men để thu hút bướm sâu gây hại. Phun đúng lúc sâu còn nhỏ, đúng kỹ thuật, liều lượng